Muốn hỏi một chút, em còn hơi ngang đấy. Em muốn hỏi cái chuyên gia là phòng bệnh cho ngang đấy thì cần tiêm những loại thuốc gì ấy, tiêm từ lúc bao nhiêu tuổi đến lúc bao nhiêu tuổi thôi. Dạ vâng, mời khán giả nghe những tư vấn trực tiếp từ chuyên gia. Thưa anh, đối với ngang thì anh có thể tác động cả thuốc lẫn vaccine để tác động một số, khống chế một số các cái bệnh sau. Thì tất nhiên song song với các cái thuốc và vaccine thì anh cần phải thực hiện mấy khâu. Khâu thứ nhất là vệ sinh thú y. Thì cái vệ sinh thú y ở đây có nghĩa là dèm chi chuồng nuôi và môi trường chăn nuôi anh phải giữ thường xuyên sạch sẽ khô ráo. Anh nhớ nhá. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai là phải định kỳ tẩy uế chuồng nuôi bằng các thuốc sát trùng. Ví dụ như là dùng ham iodine hoặc povidine hoặc là iodine nhá. Cứ một tháng phun thuốc sát trùng 2 lần và anh cứ thế anh phun định kỳ. Thứ ba là chăm sóc nuôi dưỡng đàn ngan cho tốt, thì chăm sóc nuôi dưỡng đàn ngan tốt bằng cách là như các thức ăn phải theo các cái giai đoạn của độ tuổi của ngan. Giai đoạn úm thì phải dùng các loại thức ăn của giai đoạn úm, và giai đoạn giò thì thức ăn giò, và giai đoạn mà chuẩn bị xuất bán thì thức ăn của giai đoạn chuẩn bị xuất bán. Nhưng muốn là giai đoạn nào đi chăng nữa thì phải thức ăn phải đầy đủ các cái chất dinh dưỡng. Thứ nhất là khẩu phần đạm hay là protein, và thứ hai là cái hàm lượng tinh bột, và thứ ba là cái hàm lượng khoáng và vitamin nha, phải đảm bảo những cái đấy. Và định kỳ bổ sung khoáng, vitamin và các nguyên tố vi lượng dưới dạng premix, ví dụ như premix khoáng, rồi premix vitamin, vitamin tổng hợp, vân vân. Thì định kỳ đây là cứ mỗi tháng một lần, và mỗi một lần từ 5 đến 7 ngày. Và đặc biệt ở cái giai đoạn mà uống thì anh phải giữ nhiệt độ cho đàn ngan cho nó đúng cái nhiệt độ của đàn ngan. Thì đấy là cái bước thứ nhất là vệ sinh thú y. Bước thứ hai là dùng cái vaccine để phòng bệnh. Thế vậy thì đối với ngan ấy, thường là mắc các cái bệnh như là bệnh thương hàn, bệnh do E. coli. Đấy là bệnh thương hàn, và bệnh thương hàn là do Salmonella và bệnh do E. coli. Thì trong trường hợp đấy là anh khí hậu thời tiết thay đổi thì anh dùng một trong các loại thuốc sau đây, anh trộn vào khẩu phần thức ăn hoặc pha với nước uống, đó là Chlorpheniconazole hoặc là Androcin hoặc là Neocolit. Thì cái này nói ở đây là để mà phòng bệnh, không phải mà điều trị dự phòng. Thực chất đối với ngan còn khỏe mạnh thì vẫn có E. coli và Salmonella ở trong đường ruột, nhưng khi họ thời tiết thay đổi thì nó sẽ làm giảm sức đề kháng, thì những vi khuẩn tồn tại cư trú sẵn trong ruột nó sẽ tăng lên về số lượng, nó gây bệnh. Cho nên là có thuốc thì nó sẽ diệt bớt cái vi khuẩn nó đi, cho nên là sẽ hạn chế được cái bệnh viêm ruột tiêu chảy do E. coli hoặc là do Salmonella nha. Thế còn vaccine thì chủ yếu là người ta sử dụng cái vaccine phòng bệnh dịch tả vịt. Thì dịch tả vịt rồi dịch tả ngan hoặc dịch tả ngỗng thì đều chung một chủng, cho nên là lấy cái vaccine của dịch tả vịt để phòng cho gan cũng được nhá. Thì thường là người ta phòng khi mà lúc ngan được 3 đến 5 ngày tuổi thì người ta phòng một lần, tiêm phòng một lần. Và tiếp nữa là khi mà ngan được 21 ngày tuổi thì người ta lại tác động lần thứ hai nhá. Thì đấy là đối với ngan thì anh chỉ dần sử dụng cái loại như thế thôi. Anh nhớ chưa? Dạ vâng, cảm ơn những tư vấn của chuyên gia. Cảm ơn khán giả đã kết nối trực tiếp về cho chương trình. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên, cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC 16.
con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC 16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra để có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt điện. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, vâng, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở tốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC 16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC 16. VTC 16, khởi nghiệp cùng nông dân.